Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì em sẽ làm món trứng cút ngâm nước tương. Cái món này bữa giờ đang hot nè. Đầu tiên thì em sẽ luộc trứng cút với nước sôi sẵn trong vòng 1 phút. Nếu cả nhà mình ăn lòng đào 2 phút thì ăn chín nha. Trong khi chờ đợi trứng cút của mình chín thì cả nhà chuẩn bị cho em một tô nước đá để mình thả trứng cút vào. Làm như vậy thì cái trứng của mình nó dễ lọt với lại tròng trắng nó cứng lại á.